Kính chào cô chú anh chị nhé. Trước mặt mọi người đây là mẫu loa sách tay của hãng Amusic, Amusic của chú chị ha. Model là MX09. Công suất của nó là từ 80W đến là 450W. Lo bát là sử dụng hai lo bát gần bằng 2 bát 15 ha, nhỏ hơn 16, sắp xỉ là 16 inch, là 16 cm là bát 16, kích thước 52 nhân cho 26,5 nhân cho 28 cm, trọng lượng là 14 kg. Công ty sản xuất là ở quận Bình Tân ha, Tân Tạo Bình Tân. Amusic Karaoke. Con này thì em xin giới thiệu chức năng của nó cô chú chị ha. Con này sử dụng bình này. DC in là 10+15V. Đây là dùng áp tơ sạc ha, đây công tắc nguồn. Microphone là UHF thay đổi được tần số. Ở đây nó hỗ trợ cho mình midphone, mid bass, mid chép, echo, delay. Và đặc biệt thì con này nó có luôn reverb ha. Có reverb và hỗ trợ cho mình có ngõ guitar luôn, ngõ guitar ở đây ha. Ngõ guitar và ngõ micro, ở đây là có Awin để cắm tai phone hoặc là cắm 3.5 ha, ngõ ga 3.5. Đây có USB thẻ nhớ. Đây là bát chép của nhạc của chú chị ha, bát chép của nhạc. Nãy bây giờ mọi người em chỉnh nghe thì em chỉnh full. Còn đây thì bát chép này volume này em chỉnh 50 thôi ha. Đây là hai cái tai mic của nó. Chia ăn cho mọi người con này với cái giá hiện tại em hỗ trợ chi giá cho mọi người. Sách tay, giá rất là mềm. Con này hỗ trợ cho cô chú anh chị mình giá là 3.290.000 ha. 3.290.000. Em xin quay sơ cái vỏ thùng cho mọi người coi nè ha. Công nghệ nhà máy âm thanh số, chức năng của nó nè. Tên sản phẩm loa di động sách tay, độ nhạy của nó là 97 đến cộng trừ 97 đến cộng trừ 3 decibel ha. Thùng gỗ dán da, công suất từ 80 đến 400W hệ thống loa ha. Nguồn điện là 220 đến 12V, 220V là DC 12V. Con này sử dụng bình của chú anh chị ha, bình trọng lượng nó 14 kg, công ty đó, hỗ trợ. Đây, xin mời mọi người cùng nghe thử một vài độ nhạc ha, giá rẻ và chất âm nó như thế nào. Cho cô chú anh chị mình giá nó 3.290.000 nha. Hàng có sẵn tại địa chỉ của mình là 448/35 Phan Quýt, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mình mọi người muốn xem mẫu ghé qua cửa hàng nha. Hoặc là giao hàng thì gọi qua số hotline giúp em 0987929436, có Zalo, có định vị lo kéo tiếng Nguyễn Audio luôn cô chú anh chị ha. Thank you.
3.290.000 thì em hỗ trợ chỉ được 3 con thôi ha. Mọi người nhanh tay, chỉ được 3 con lo này, bán 3 con thì sẽ giá nó sẽ quay về là 3.900.000. Nên cô chú anh chị mình mà muốn đặt sản phẩm này thì nhanh tay. Rồi,
để em thử cái tiếng mic của nó ha. Con này đang hỗ trợ, nó có echo delay và nghi vật, đang nói chuyện chỉ nghi vật thôi. Echo đã tắt rồi. Liên 1, 2, 3, 4. Rồi mình tăng echo lên ha. Liên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 2. Con này giá hơn 3 triệu xíu âm thanh, nhưng mà là quá lâu cơ, quá lâu kê của chúng chị ha. Lực lực một một hay vừa dùng cho gia đình hoặc là mình đi du lịch đâu đó rồi mình mang đi rất là tiện và giá nó hơn 3 triệu xíu dễ xài. Mọi người nhanh tay ha, tại vì em hỗ trợ chỉ có 3 cái thôi, sau 3 cái thì giá nó lên là 3 triệu 9, nên mọi người muốn sở hữu em này thì nhanh tay đặt hàng ha, hoặc là ghé qua địa chỉ là 448/75 Phan Rí, phường 12, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ghé qua địa chỉ này có sản phẩm để mình test luôn ha, bấm đồng vị lo kéo kéo Nguyễn Audio. Con ghép ở tiết ngoài bơ bồ mới. Con này là 2 bát 16 và 2 loa chép của chú chị ha, 2 bát 2 chép. Giá nó 3 triệu mấy thì quá rẻ, dễ xài. Gỗ bột da. Yeah.